Chào nị, hôm nay mình nói gì ta? À, nị có biết cái áo kimono của Nhật không? Thì nay mình sẽ nói về kimono nha. Hôm nay cô xem được một cái bộ sưu tập kimono của cái bảo tàng Victoria and Albert ở Anh á, và cô thấy cực kỳ ngây ngất với cái vẻ đẹp của mấy cái bộ đồ luôn. Thì nị biết cái kimono là một cái trang phục rất là lâu đời của Nhật. Nó có hơn 1.000 năm lịch sử rồi đó. Thì trải qua rất là nhiều giai đoạn á, thì thật ra người ta cũng có sửa đổi cái kimono một chút để cho phù hợp với thời đại. Ví dụ như là thời kỳ đầu á, kimono có thể lên tới 12 tới 16 lớp luôn. Mặc mùa hè nóng lắm. Nhưng mà sau đó người ta bỏ bớt nhiều lớp, làm cho nó bớt rườm rà để thuận tiện cho người mặc hơn. Nhưng mà cô cũng thấy là so với những trang phục của nước khác á, thì kimono có vẻ là ít thay đổi cho tới tận bây giờ. Thì bộ kimono bây giờ với hồi xưa xa lắc xa lơ cũng không khác gì nhau mấy. Giờ cô sẽ cho nãy xem một số bộ kimono tuyệt đẹp cách đây từ 200 tới 300 năm nha. 200 tới 300 năm là lâu lắm đó, nị biết không? Đầu tiên nha, bộ đầu tiên đây. Cái này nị sẽ thấy nè, đây mình thấy là có những cái bông hoa, hoa này là hoa diên vĩ mọc dọc theo một cái cây cầu. Đây là cái cây cầu nù nè. Thì cây cầu này á, đang bắt ngang dòng nước. Ở đây á, cô muốn nị chú ý tới cái màu sắc. Thì sẽ thấy á, cái màu sắc ở đây nó rất là hòa hợp, dịu dàng chứ nó không chói lóa. Và thêu tay á, cũng rất là tinh xảo và chi tiết. Nị có thể thấy ở đây nè, những cái hoa văn nhỏ nhất trên mấy cây cột của cây cầu. Rồi những cái hoa văn chi tiết của cây quạt nè, cánh hoa nè. Còn á, cái mấy chỗ mà vàng vàng này nè, mày thấy không? Đó là người ta thêu bằng chỉ vàng luôn đó nị. Chỉ vàng nha. Cái vàng óng ánh đó, chứ không phải là màu vàng đâu. Đó, còn cái mấy cái hình tròn này nè, mày thấy không? Cũng rất là tinh xảo nha. Là cái quốc huy của gia tộc. Tức là cái kimono này thuộc về một cái gia tộc, như thuộc về một cái gia đình á. Đó, thì cái này giống như quốc huy, là giống như là cái logo công ty á, logo của gia đình đó. Ví dụ như sau này nị mặc một cái áo có in hình logo nhà mình chẳng hạn, đó thì trên cái áo nó có thêu cái đó lên. Rồi giờ mình qua bộ thứ hai. Cái này là một trong những cái bộ kimono lâu đời nhất ở cái bảo tàng này nè, cách đây hơn 300 năm và nó cũng được thêu bằng chỉ vàng luôn. Màu sắc thì nị sẽ thấy là có thể là lâu ngày nên nó có hơi ố vàng, nhưng mà những cái chi tiết thì vẫn còn rất là đẹp nha. Còn mấy cái chữ cái nè, mình thấy á, đó là từ một cái bài thơ nói về một loại hoa tên là Mountain Rose. Thì mấy hoa đó cũng là mấy cái hoa được thêu xung quanh này này đó. Chủ đề chắc là về mấy khóm hoa bên hàng rào ta. Đó thì sẽ thấy là có một số chỗ nó cũng bị tróc á, nên là nó hơi loang lổ gì nè. Đó thì bây giờ mình qua tiếp cái thứ ba, là chiếc kimono cuối cùng làm cô thích nhất luôn. Màu xanh này, thấy không? Màu xanh này đẹp tuyệt vời. Người ta thêu hình mấy bông hoa đang trôi lững lờ trên một dòng sông, thỉnh thoảng có vài chú vịt bơi qua bơi lại nè. Thì về màu sắc á, là cô phải nói là này rất đẹp luôn, rất hài hòa. Cái nền vải xanh đậm, và mình sẽ thấy là người ta sẽ cho những cái chi tiết nổi lên bằng cách thêu nó bằng màu nhạt. Nhìn nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là sang trọng. Cô gửi thêm nị mấy cái hình zoom to chỗ mấy chú vịt nè, nhìn thấy không? Cực kỳ chi tiết mà không có một con vịt nào giống con vịt nào nha, cũng như là không có một cánh hoa nào giống cánh hoa nào. Có một đây là một bộ kimono hoàn toàn bất động, nhưng mà khi mà nhìn gần á, mình có thể cảm nhận được sự chuyển động của chú vịt nè, cảm nhận sự chuyển động của sóng, rồi của mấy bông hoa đang trôi nè, tuyệt vời mặt trời luôn nị. Rồi đó, nị thấy không, gu thẩm mỹ của người Nhật á, thường sẽ nhẹ nhàng tinh tế, khác với những cái nước khác. Ví dụ như Ấn Độ, Trung Quốc, nị sẽ thấy là cái màu sắc người ta sử dụng thường là rực rỡ hơn. Thì thật ra cái đó là do văn hóa ảnh hưởng lên gu thẩm mỹ của người ta rất là nhiều. Thì cô mong là nị sẽ rèn luyện cái gu thẩm mỹ của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về văn hóa nè, để càng lớn á, nị càng sống có chiều sâu, càng tinh tế hơn. Thì bây giờ cô sẽ gửi cái link của cái bảo tàng với cái bộ sưu tập kimono bên dưới nha.
Nị xem và thích cái nào thì nói cho cô biết nha. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.